tới đây nè. Đi Hội An. Đi Hội An. Thôi Dung nói thiệt cái Dung. Từ Long Xuyên giờ chúng từ Long Xuyên giờ ghé tới phố cổ Hội An. Rồi bây giờ coi đi đâu thì theo nhấn của Long Du Ký nha. Quê em về miền Tây mưa chiều gió lạnh. Anh nhớ thương em khắc khoải đã. Ủa giờ miền Tây chứ đâu phải Đà Nẵng đấy má. Ủa cầu Hoàng Diệu. Harry xưa nay là cầu Hoàng Diệu. Đây. Mà sao tôi mới nhìn lên tôi nói gì cầu sexy còn cầu Harry. Henry. Nè con tôi cho mấy cái cầu nè. Ờ có thằng kia quay phải không? Hải Ký Mì Gia nè, cà phê Diễm Xưa nè. Rất là đẹp. Trời ơi. Ờ. Gõ chi cho khùng đi. Trăm nước sạch bình Honda nè, Đông Dương cà phê nè, đây là trời ơi con công nổi nè. Con Phụng phu thê viên mãn, hai vợ chồng sống trăm năm tới già. Con quay hai bên tường đó. Ô con công con Phụng cũng vậy thôi. Dễ thương quá ha, cái đường à, đi vô. Vậy là chúng ta tới Bà Nà Hiêu rồi. Chừng chừng ức. Đi từ trên đá xuống được chị Dung. Đẹp quá ha. À. Hay chỗ về la kìa. Mày đang quay mày chụp mười hả? Mày quay mười hả? Ờ mày quay mày dìm hàng đi. À. Trời ơi giống này về quê vô đây nè mày coi kìa. Đẹp dễ sợ. Ê con coi kìa con. Nó giống như là một cái dãy phố vậy. Giống như một cái khu phố vậy. Nhào vô. 5 ngàn một người đếm đầu người tính tiền. Trời ơi cái tủ đây đi con chơi hả chị? Dạ mình đi xuống đây chơi với lại mình quay cái vlog của nhóm Ngủ Lông Du Ký của mình đó. Dạ, dạ. À, mọi người mà thương mình thì subscribe vô đó. Ờ chứ phải dạ, coi vô mở cái nhóm đó coi đăng ký giùm. Dạ. Ok chúc mọi người ăn uống vui vẻ. Dạ. Ồ con có quán này dễ thương quá ha. Dạ. Sếp là cái người uống nước hả? Chào chào sếp. À tôi hiểu rồi, sếp là phải trả tiền đó nha. À, đúng không? Sếp làm lớn là phải trả tiền. Dạ. Ôi dạ, dạ cảm ơn. Bởi nghe đẹp gái đứng hoài không muốn đi đây nè. Rồi chào chúc mọi người ăn sức khỏe. Dạ. Coi chừng đó con. Bóng bang bang. Đến ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Đến ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Đến ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Trời ơi tôi muốn liền cái này xuống quá. Tại sao mày không lên con bóng? Dạ má. Mày lên rồi đó hả bóng? Tôi là cá bóng. Mày mà là cá bóng. Mày là một con bóng lộ. Đó mày mà cá bóng. Bây giờ quý khách đang xuống xe đi qua tham quan quán chay tĩnh lặng của một người em. Mời qua để thưởng thức những cái món chay ngon ở thành phố Vĩnh Long. Ủa trời sorry, thành phố Long Xuyên. Chào
đoàn này qua đường thấy ghê quá ha. Không, mà quán chay này bước vô đây thấy ấm cúng ha. Dù không gian không có rộng, để cái cách bài trí, cái tượng Phật nhìn thích đó chị ha. Mà chỉ nó đơn giản thôi mà nhìn nó hay hay. Bên đây nè, nhìn dễ thương. Giờ tượng Phật nhìn đẹp. Mình ăn ăn chay mình tĩnh lặng, ăn mấy món nhẹ nhẹ đi. Cái gì? Có đủ chưa, đủ chưa? Đủ vô Dũng. Nhanh nhanh lên đi, xuống này quất sắt. Nhanh lên đi, xuống đây nè. Ớt sắt. Ớt sắt, kệ ớt sắt. Thôi khách hối quá, nói khách. Trời ơi, khách đông quá. Khách đông quá, nãy giờ khách hối á. Tình la làm không có kịp. Trời ơi, nhanh lên Dũng, Dũng. Nhanh lên. Đó. Khách đông quá thông cảm nha. Trời ơi. Nè nè nè, cái này mới ngon nè nè. Ai zoom lại không? Zoom nè, zoom bồ nè. Tiêu đâu? Tiêu, có tiêu đâu chưa? Có hủ tiêu em chưa? Cho em hủ tiêu đi. Ồ, đẹp chưa? Rắc vô, rắc vô nè. Trời ơi, biết giờ tôi làm chủ quán luôn mấy má ơi. Đẹp chưa? Đó. Chi vậy, chưa gì ta chưa ăn đi miếng hả? Nãy ai xin về về đó, để bỏ đi chút đựng. Em nghe nói. Ê, phải lấy mấy cái lát ớt bỏ lên nó đỏ đỏ nó mới đẹp á. Đây nè, ớt nè. Ớt nước tương thì nè, ai làm nè? Không, ớt không được, làm được. Trời ơi, khách đông quá thông cảm đi, rớt cái muỗng dừa xuống. Cơm nha. Có hủ tiêu nó xịt vô mẹ em đây nè, xịt. Đây xịt vô. Khách đông quá. Thôi. Dạ, chị đợi tại nha, chị nha, có chuyện. Rồi ăn cơm mà cái nhà ăn cơm. Cẩn thận nha, ăn từ từ nha. Cái nghe cho xin miếng đường em ơi. Em ơi cho xin miếng đường cát á. Trời ơi, con nhỏ này Thái Lan mà biết tiếng Việt rành ghê. Ê, cái gì? Tình. Sorry, mọi người bà chủ em phải vậy, lâu lâu bà khó tắt thôi. Em phục vụ cho mọi người được thôi nha. Dạ, chuyện ta nghe. Thế bà chủ? Không, bà chủ có làm được. Không phải. Tôi nghĩ ai trả tiền cho tôi, chị đi về đi. Thông cảm, bà chủ hôm qua mới ly dị chồng, hôm nay là bị khó khăn mình á. Rau ngon quá. Mì á, ê mì da chín. Nè nè nè, đủ chưa? Đủ rồi, để mặn kia. Đâu, làm xin bà chủ. Nè. Đủ rồi. Trời đất ơi, chưa có ăn mà nó để 4-5 ly nước trà đá đây là trời. Cháp nha. Ngon. Ủa gì không ăn? Ngon á. Rồi được chưa? Ăn đi mấy cưng. Ăn mấy cưng nè. Không, bây giờ mỗi người ăn một cái cảm nhận. Này là kêu là lẩu gì quên, là lẩu chao hả? Một cái lẩu chao và một cái lẩu Thái. Nấu cái vị rất là ngon. Giống nhau. Khác. Nấm không mà, cái nấm nó rất là ngọt. Rau là rau rất là tươi, rau là ở nhà trồng. Nấm này cũng ở nhà trồng luôn. Cái vị chao vừa, nếm rất là vừa ăn. Ngon. Ai mà đến thành phố Long Xuyên á, muốn ăn chay thì đến 23F2 Ung Nhân Kim. Quán chay tĩnh lặng rất là ngon.
cực kỳ luôn. Bạn này làm cái gì cũng món tươi, nấm rất là nhiều mà dễ thương. Có cả các bạn phục vụ của người Thái Lan rất là dễ thương. Bước vô quán này không gian là có hai tượng, hai bên hai tượng Phật á, ấm lòng, đẹp, ngon không? Cảm nhận cái bí này nha Dũng. Cho bổng ăn tí con bí đi. Em chưa ăn, em đang ăn này. Cảm nhận cái bí đi rồi để hai bạn ăn nào. Rồi mấy đứa kia ngồi ăn luôn đi. Để chị Vân. Cô cầm lấy không lấy, cô cầm lấy cho con cái bình cơm được không cầm. Nè nè chị, chị Vân ngon không, ăn cái cơm á sao bên đây nè, mấy cảm nhận chị Vân cái cơm đi. Chai cơm chai cũng ngon. Chưa đợi ngần ấy qua nè. Cái này mình đang ăn bí. À, được nấm, nấm là bỏ trong đây là nấm nè, rồi có bắp nè, rồi có cái đen đen này cái bạc cái gì ta? Tiêu hả? Tiêu đen. À, ăn rất là ngon. Ăn vô mình thấy người mình nó nhẹ nhàng, mình giận chai. Hồi nào giờ phi bụng không giận chai. Bụng là ác hay sao? Lẩu ăn chai là các bạn nhưng mà hôm nay không? Lẩu hay lẩu chao cũng ngon. Nè mọi người, cứ giờ mình đâu có lẩu là biết rồi. Cơm chiên cũng ngon. Người ngồi ghế bên tôi là Bình nè, nói là lần đầu tiên ăn cơm chay, cơm chiên chay mà sao ngon như vậy. Rồi nó đang ngon luôn. Đến Lan chưa, mình ăn chưa ăn? Lắm. Muốn ăn chay ở thành phố Long Xuyên này đến quán Tĩnh Lặng. Tĩnh Lặng Tùng Văn Khiêm. Đúng là cha, đúng là tiêu cay quá. Nào giờ em vô đem một cái tăng mới cho em ăn. Ừ, được rồi em ăn. Tới quán chay Tĩnh Lặng 30 bao nhiêu xã? 23F2. Dạ. Được Tùng Văn Khiêm. À, quán chay Tĩnh Lặng vô là A Di Đà Phật cái bát quật luôn đó nha cả nhà. Cả nhà tới nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Dạ em ở bên Thái, em xong qua bên Thái. Đồng vô một vô. Dạ dạ. Cho giấy. Tự lấy đi má. Ủa ai phục vụ? Ta phục vụ gì, ta tự ta phục vụ. Tạm thời thôi, tạm thời. Quán đông quá, mình chạy ra mình phục vụ cho bạn thôi. Mày đâu phải má tao đâu. Vừa lắm. Cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu như các bạn thích thì các bạn hãy nhớ nhấn like hoặc là subscribe, chia sẻ cho nhóm nha. Cảm ơn, xin chào.